Với 12 tỷ, bạn sẽ chọn G63 hay căn hộ penthouse duplex 190m² tại An Phú, quận 2. Nhưng chắc chắn một điều, những người đã có G63 thì sẽ chọn căn penthouse này. Đó là dự án Brescia nằm tại phường An Phú, quận 2, mới vừa được bàn giao hơn một năm và đã có sổ. Tại tầng 4, chúng ta có một tầng tiện ích là trái tim của cả dự án Brescia, được thiết kế hai hồ bơi riêng biệt dành cho người lớn và trẻ em, với độ xanh mướt khiến chúng ta sẽ liên tưởng tới những hồ bơi tại các resort cao cấp. Và với mật độ cư dân không quá đông, chỉ với hơn 300 căn hộ, thì quý anh chị sẽ thoải mái sử dụng các tiện ích này và không sợ bị làm phiền. Và rồi, mời anh chị sẽ bước vào căn hộ penthouse duplex có diện tích to nhất tại dự án Brescia này. Căn penthouse duplex với diện tích hơn 190m², hiện đang được chủ đầu tư bàn giao thô để quý anh chị có thể thoải mái tùy chỉnh để co theo ý thích của mình. Vị trí căn penthouse duplex này nằm tại tầng 22 và 23 của dự án Brescia, với diện tích sàn ở tầng 23 là 96,7m². Với diện tích này thì đủ cho anh chị thiết kế 2 phòng ngủ, 2 toilet tại đây, cùng với chiều cao trần lên đến 3m5. Và với việc căn hộ này thuộc hướng đông nam sẽ tạo nên cảm giác mát mẻ quanh ngày dành cho gia chủ. Và để kết nối lên tầng 23 thì chủ đầu tư đã bàn giao sẵn cầu thang để tiện cho việc di chuyển lên tầng 23. Ở tầng này anh chị có thể bước ra khu vườn chung của cả tòa nhà Brescia, và chỉ có những cư dân căn penthouse duplex tại đây mới có thể sử dụng. Cùng với đó là căn penthouse duplex này đã có một khoảng không gian sân vườn riêng với diện tích lên đến 28m², và thật sự rất hiếm tại quận 2 có một dự án sở hữu cho mình căn penthouse duplex mà có sân vườn riêng lên đến 28m² và có mức giá chỉ với 12 tỷ. Chần chờ gì nữa, hãy liên hệ em mẫu ngay để biết thêm chi tiết nha.